Rồi hỏi mỗi mỗi học vô vi, đây là trường khi mà tâm không được đậu về. Vào giờ phút trang nghiêm thanh tịnh lắng đọng này, trân trọng kính mời toàn thể 240 giới tử đồng ngồi lưng thẳng, chắp tay trang nghiêm, chí thành hướng về chư tôn hiển đức ba chứng minh. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Đạo Hiểu Lễ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Kiến đảng, Ban lời Nguyễn Tấn, đạo từ và thích lễ tinh thần cho toàn thể 240 các thí sinh giới tử tham dự kỳ thi tuyển Phật trường của Đảng giới đảng, thành tâm cung thỉnh Hòa thượng.